Trở lại chương trình của bản tin ngắn có vẻ như thị trường cá độ về bầu cử đã bắt đầu bỏ rơi Ron DeSantis, một kẻ phản bội về chính trị. Đối với tôi, ông ta là một kẻ phản bội về lá phiếu, phản bội sự ủng hộ của tôi. Ron DeSantis là thống vất vang của đảng Cộng Hòa. Nếu mà thật sự không có sự giúp đỡ của MAGA, sự kêu gọi từ Tổng thống Trump, thì ông hiện giờ vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Ông đừng nghĩ rằng ông đang tranh cử được chip vài ba chục ngàn đô, vài trăm ngàn đô, vài triệu đô từ một đám rhino, nhưng thật sự cái đám đó nó chọn ông, nó muốn giết chết, nó dư tiền quá mà, nó giết chết ông trước đi mẹ, lần sau cho nó chọn thằng khác dễ hơn. Ngu bỏ mẹ. À, người ta ngu, người ta là thống đốc bang thì kệ không chứ. Ông thống đốc bang không có nghĩa rằng là ông khôn về chính trị, một khi ông đi đối đầu với ông Trump. Đây là cái kỹ nghệ cá độ về chính trị. Ron DeSantis có khả năng để đánh bại ông Trump trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa ngày 15 tháng 12 với 52.6%. Với 52.6% cơ hội có thể là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa ngày 1 tháng 1 43.2%. Sau đó ngày 20 tháng 3 35.5%, cái ngày mà thật sự tụi nó bắt đầu ông ra ông tranh cử. Ngày 11 tháng 7 rớt xuống còn 13.5%, cơ hội để đánh bại ông Trump trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 7 là 9.8%. 9.8%, trong khi đó ông Trump ngày 30 tháng 7 và ngày 4 tháng 8 hiện giờ, cái cơ hội trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là 68%. For sure 100% luôn. Cái lá phiếu của tôi sẽ không bao giờ và thay đổi cho ông Trump cả. Chúng ta sẽ đánh một trận cuối cùng của 2024 bằng cái lá phiếu của chúng ta. What happened, chuyện gì xảy ra với nước Mỹ thì hãy để cho God control. Nằm ở chỗ đó, chúng ta đừng tin tưởng vào cái đám đảng dân chủ và truyền thông mà cho rằng ông Trump không có khả năng đánh bại ông Biden. Nó cũng tương tự giống như ông Trump không có khả năng đánh bại bà Clinton của 2016. Chúng ta có thể đi chiến máy bay và không cần biết ai là phi công, nhưng mà chúng ta vẫn tin tưởng người phi công đó. Chúng ta đi một chiếc xe bus, chúng ta biết không biết ai là tài xế, nhưng mà chúng ta vẫn tin tưởng giao cái mạng sống cho tài xế. Vậy chúng ta hãy tiếp tục bỏ lá phiếu cho 2024 của ông Trump để chúng ta biết được rằng đấng bề trên đang control. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.